chào mừng các bạn quay trở lại channel mình. Thì ngày hôm nay là mình đang đi cùng với Thiện, đã gặp ở nhiều video trước. Ngày hôm nay tụi mình sẽ đi Sen City Trump Arena ở Cần Thơ. Các bạn theo chân mình nha. Ok, let's go. Mình nhận Thiện ở trong thang máy để đi lên. Thang máy Sen City rất là đẹp các bạn. Ồ, không có đẹp lắm, Sen City đẹp chứ thang máy không có đẹp. Bây giờ mình vào trong đây. Các bạn, này là bên trong của Sen City. Cũng có Game Center. Ồ, Trump Arena kìa. Mình đã chơi ở nhiều Trump Arena Sài Gòn và bây giờ mình sẽ chơi ở Trump Arena Cần Thơ. Đấy. Ở đây là khu trẻ em các bạn. Trump Arena đâu ở Cần Thơ là mình đi chơi và rất là đẹp. Oh my god. Đã nha. Đây đã hơn ở Sài Gòn luôn. Thì có thể tự giới thiệu về bản thân chưa? Đây đây là fan cuồng của Fly The Way các bạn. Đây là Hammy nhận dạng nhau bằng Fly The Way. Thầy hiện là có ba lô áo mà nó Fly The Way. Đây các bạn giá vé ở đây hơn ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn là 30 phút và 60.000, ở đây là 70.000 một phí rồi, rất là đã. Và không giới hạn 100k. Đây các bạn hiện đầu tư hẳn luôn rồi đó. Đây với chân ở bên đây. Nhìn nào biết nam tính không? Đây là lần đầu tiên mình được chơi Trump Arena thì có thể các bạn rất là hẹn rất là nhiều lần rồi. Lần đầu tiên mình được chơi cùng với nhau thì có một cái nhớ đó, cái đội con giống mình rồi cũng là cam đen đi, tôi thích màu đen á. Trời ơi, này còn nhiều còn nữa là đông lắm rồi. Mấy bạn, này là outfit chơi Trump Arena của mình ngày hôm nay đây. Yeah, tôi thun và một cái áo Fade Away và cái kính ở đây rất là giống với lại ở SCO 7 các bạn. Bây giờ mình sẽ vào chơi thôi, let's go. Chi tiết này cho các bạn xem. Nãy giờ là mình chơi một vòng các bạn, nhưng mà ở đây thì diện tích hơi nhỏ nên rất là khó chơi. Ở trong này có một cái khu để bạn đi chơi thường xuyên nghệ thuật mạo hiểm. Bên này thì có một cái sân banh mini dành cho trẻ em. Ở đây thì có một cái khu thường xuyên nghệ thuật của mấy giây. Đây các bạn có thể đu qua đây. Đấy. Bên này thường xuyên nghệ thuật mình nói người ta. Ở đây bạn đi dây. Có một cái đu. Đấy, cái này thì chắc là mình nghĩ là đu trên này sẽ di chuyển rồi tới cuối này. Đấy, ở trong này là khu vực nghỉ bạn có thể một chiếc này vật à. Còn ở bên khu bên này là khu của trẻ em. Đây, khu bên này là khu của trẻ em. Mình cũng không có khác gì với những cái Trump Arena khác. Mình chỉ có một cái là ở đây diện tích thì rộng hơn nhưng mà sân chơi thì nhỏ hơn các bạn. Ở chỗ này có một cái bãi, một cái phố nệm cũng là một cái Super Jam, nhưng mà nó khá là nhỏ nên các bạn có thể chơi được, bị hạn chế ở đây nên mà chơi rất là mất mồi các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tạm up video tại đây. Đây là video mình review về cái Trump Arena ở Cần Thơ. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn có những cái suy nghĩ nào đó về video của mình thì các bạn vui lòng comment phía dưới thì mình sẽ khắc phục những video tiếp theo. Dạ, ngoài hồn quá mình không biết các bạn có nghe được hay không. Các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Lỡ rồi, lỡ rồi, chơi luôn. Hay à? Không, bị thì không bị gì đâu em, nhưng mà ý là có bị lao á. Lỡ rồi chơi luôn đi. Không, không, được, lẹ, coi chơi cái thôi à. Lẹ. Bạn chơi còn kẹp mà. 2 3